Chào các bác, em là Liễu ở Cao Bằng. Hôm nay mấy anh em đi rừng thì được hai tổ ong. Một ong rừng đây nhá, bác, một ong khoái. Đây. Con ong khoái nó ở như này nhá. Thì là cái tổ này là một ong già nhá các bác. Nó làm đẫy mật ở trong từng cái ống rồi, sau đó nó đã bắt đầu bịt lại. Đây gọi là viết đó. Đây, mật. Rất thơm ngon luôn. Đây, ở trong những cái ống mà nó còn hơi lộ chỗ mà nó chưa viết đấy, hoặc là những chỗ nào trong quá trình vận chuyển là bọn em làm cho nó bị xước, bị dập một chút, như những chỗ lồi lõm đây này. Đấy thì nó trào mật ra. Những cái tổ mật ong mà già như thế này thì rất là chất lượng, và những cái bầu này nó rất là nhiều mật nhé các bác. Các bác muốn mua làm quà biếu hoặc là sử dụng thì mua ủng hộ cho anh em đi rừng Cao Bằng nhé. Tổ này thì nặng 6 kg, cắt lấy cái bầu mật của nó không nhé các bác, cắt lấy ở trên cây cao. Cái này là cái bầu mật của nó không. Nếu mà các bác mua lẻ từ 2 kg đổ lại thì em bán là 200.000 1 kg. Còn nếu mà các bác mua cả tổ, ví dụ như là cái bầu này các bác mua cả bầu mật của nó hết luôn nhá, thì em sẽ bán là 180.000 1 kg. Em bán giá cả cạnh tranh tại vì là chúng em tự đi rừng để bắt được nha các bác. Không không qua không không bị sang tay, không không ấy. Đây, trực tiếp bắt về, các anh thì đi trèo lấy, em thì ngồi ở góc quay và em sẽ đứng ra bán nhá. Đây, các bác nào có nhu cầu sử dụng thì mua ủng hộ nhá. Đây, cái chỗ này thì là nó dính vào cái cây này. Mình cắt ở chỗ này ra này. Đấy, cái đoạn này này các bác. Đoạn này. Đây. Vàng ươm. Bác nào lấy cái bầu này rất là hời nhá, cực kỳ nhiều mật luôn. Đây, cái bầu này cũng rất là già này. Đây, bây giờ đi là tìm thấy những cái tổ chất lượng mà lấy. Thứ nhất là dễ bán, thứ hai là khách mua được hài lòng thì lại giới thiệu khách cho em đấy, thì là em cũng mừng. Đây, cái tổ này thì 5 kg, nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì nó đã bị vỡ đôi cái bầu ra rồi nhé các bác. Đây, cái bầu của nó cũng viết, cái tổ già này nó viết trắng phau luôn, rất đẹp nhé các bác. Mật thì khỏi phải chê luôn, đúng mà chuẩn rừng từng giọt thì rất là ngon. Đây, cái tổ này nếu mà bác nào mua lẻ thì có thể mua được nhá. Em sẽ cân lên, sau đó là em sẽ chia cái mật ra cho công bằng giữa các bác, để các bác mua các bác không bị thiệt, và em bán nó cũng hoan hỉ vui vẻ để giữ khách. Sau các bác lại mua giúp em tiếp, hoặc là các bác lại mua cho người thân đấy, hoặc là giới thiệu người thân mua giúp cho em. Đấy, cái bầu này rất là dài cho các bác. Đây, bác nhìn này. Đấy. Tầm này mà trèo lên là cái bầu nào mà nó non là em cũng không lấy luôn. Mật màu sắc thì đẹp, thơm ngon, già mật đấy. Mật ong khoái thì nó sẽ hơi loãng loãng một chút như này nha các bác. Đấy, nó không đặc sệt như là cái mật người ta qua qua cái máy gọi là máy chiết, máy lọc gì em thấy họ đăng lên tivi ấy, cái máy gì mà nó lọc được cái nước ở trong cái mật ong ra, sau đó người ta lấy đi xuất khẩu đấy. Cái mật kia thì nó sẽ đặc hơn. Còn cái này là mật tự nhiên, khai thác tự nhiên, thành ra là nó sẽ ở mức độ này nhá các bác. Đấy, rất ngon. Tổ này bác nào lấy thì em cắt lẻ cho. Cái này cũng rất là công bằng nhá các bác, nhìn này. Cái bầu mật của nó hai, mặc dù là nó đã bị nứt đôi ra, nhưng mà hai cái bầu đều là hai cái nửa bầu nó đều viết rất là đẹp này. Cái tổ này cũng rất là nhiều mật nhá. Đấy, bác nào lấy thì em xếp cho, mua tầm này lấy đi vắt thì sẽ không bị thiệt nữa các bác. Tại vì bình thường nếu mà con ong nó làm nó chưa đầy các ống mật thì nó không nắp lại, thì là nó sẽ ăn bớt đi. Đấy, những cái con nó chưa đi kiếm ăn được nó sẽ ăn bớt. Còn cái này là nó viết vào hết. Các bác lấy đi vắt ra hời nhá. Còn nếu mà các bác nào không có thời gian vắt, bận rộn không muốn trải nghiệm vắt mà muốn em liệu vắt cho, em ship cho các bác, thì em sẽ bán là 350.000 1 lít nhá. Đấy, còn là nếu mà em cắt ra từng miếng các bác lấy, em cân ra xong là em sẽ phân chia cái mật làm sao để các bác lấy đi vắt nó cũng được công bằng nhất, thì là các bác tin tưởng em thì là em sẽ ship cho. 200.000 1 ký là 2 ký đổ lại, còn nếu các bác mua cả tổ, tổ này nặng 5 ký nhá, thì là em sẽ bán là 180.000 1 kg cả tổ luôn.
À, cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video nhé. À, các bác cần mua các loại dược liệu mang đến hàng khô đặc sản Cao Bằng, ngải đen, ngải chống độc, nghệ đen tươi khô bột, ba kích chưa tách lõi, tách bỏ lõi rồi, hoặc là rượu ba kích ngâm sẵn em đều có sẵn nhé. Tại vì em lười quay ấy, thỉnh thoảng em quay em nhá hàng thôi. Vì đa số là cũng nhiều bác khách quen, em có một lượng khách ổn định rồi, em cũng lười ngày ngày quay ấy. Đấy, mật là được như thế nhá. Bác nào lấy thì mua ủng hộ xem liệu nhá. Em chào các bác.